Xin cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Thư Thủy. Và thưa quý vị có thấy rằng là Thế Lứa cũng mang lại rất nhiều những âm sắc khác nhau của âm nhạc đó quý vị. Và những ngay từ đầu chúng tôi giới thiệu về sức mạnh của bamboo, đó chính là đưa chất liệu giao hưởng vào trong bản phối của mình. Chê và ngay sau đây là nhạc phẩm tiếp theo sẽ được chúng ta cùng đến với một nhạc phẩm, một tác phẩm rất nổi tiếng trong bộ phim cùng tên Người Chăn Cừu Cô Đơn của James Last. Xin mời quý vị chúng ta cùng thưởng thức. Thank you.
cảm ơn quý vị rất nhiều là các con đi vào đây. Thưa quý vị, hai diễn viên nhí của chúng tôi từ bài trước đã rất muốn vào sân khấu rồi. Các con chào quý vị khán giả nào, các con cúi chào quý vị khán giả. Thưa quý vị, đây là thế hệ kế tiếp của Bamboo Band ạ. Vâng, và ngay sau đây xin mời quý vị chúng ta cùng đến với hai thế hệ của phong Bamboo ngay trên sân khấu bây giờ với một liên khúc thiếu nhi Gia Quang Bình Minh và Cho Con sáng tác của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước và Phạm Trọng Cầu. Xin mời quý vị chúng ta cùng thưởng thức. Và trong lúc đợi được cái mic cho bạn bé thì chúng tôi xin giới thiệu một chút. Tức là âm nhạc dân tộc Việt Nam rất là phong phú và chúng tôi thì rất là mong để có thể cho các thế hệ trẻ được tiếp nối thêm nữa thì Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đang làm rất tốt. Và chúng tôi những người cộng sự, những người đồng sự, đồng nghiệp với nhau trong Học viện Âm nhạc Quốc gia vẫn tiếp tục mang đến cho những con, những cháu của mình cái truyền thống này. Và chúng tôi không chỉ chơi nhạc dân gian mà chơi cả những cái ca khúc, những cái điều mà mọi người rất là thích và có thể nó thấm với cả tuổi thơ của mọi người nữa đó. Và âm nhạc Việt Nam ấy, mọi người biết rằng là khi mà chỉ cần chơi một cái đàn tranh hay chơi một cái đàn nhị mang đến Harvard hay Oxford ấy, nếu là sinh viên ở đó sẽ được cộng điểm. Cho nên là mọi người vẫn học nhạc cụ phương Tây nhưng mà nếu có thể cũng thể nghiên cứu một chút nhạc cụ Việt Nam và rất là đơn giản và rất là rẻ đó. Cho nên là chúng ta sẽ thử nhé, nghe các bé chơi một chút, có thể là sẽ không hay bằng người lớn đâu nhưng mà nó yêu mọi người ạ.
của dàn dây, dàn kèn và dàn nhạc giao hưởng trẻ. Bây giờ xin mời các bạn chúng ta vào vị trí.